Việt Nam trên đường vào đời, Việt Nam hai câu nói trên bên môi, Việt Nam nước tôi, Việt Nam trên đường vào đời, Việt Nam hai câu nói sau cùng đi lời. Việt Nam trên đường chân tới, Việt Nam đã vào sống mỗi tự do công bình bác ái muôn đời. Mình yêu người là khi đời, tình thương đem về muôn đời. Việt Nam ngày thì nói như vui đầu. Việt Nam là tương lai, đưa tin cho toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện kết nối cho đời. Việt Nam không đòi sức mạnh, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Việt Nam đang muôn năm, Việt Nam đang muôn năm, Việt Nam muôn đời. Tâm đủ của quý vị Ninh Trưởng Hải Quân, nhất là có sự có mặt của Liên trưởng Mai Mùng Liễn, đại Liên trưởng Trinh Hữu và Tân Hữu đáp lời mời của Hội Hải quân đến đây tham dự với chúng tôi. Thành thật cảm ơn vô cùng tất cả quý vị. Một buổi picnic thật là thoải mái, với lại có một enjoy. Vâng, good time. Ok, vâng. Sau đây tôi xin được tiếp lời của ông Hội trưởng Hội Hải quân. Thì tôi nghĩ là tình cờ hôm nay có một hai cái vấn đề cũng tất cả các anh chị em tham dự ở đây. Thứ nhất là bà xã tôi và tôi gì là có một anh nào vấn đề coi rồi giơ tay lên, đó là hai vấn người có vấn đề tôi đây. Thì bây giờ mình hát bài vấn đề. Ok rồi. Ok. Hey to you, happy birthday to you. Đây. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Chưa gặp lại, nhất là có anh cựu Hải quân trung tá Mai Mộng Liễn, anh cũng không có chưa bao giờ gặp lại, bên đây gặp lại rất là mừng. Có một vài bạn giống như anh Khanh rồi này nọ là trong cộng đồng được mời tới tham dự luôn. Gia đình Hội Hải quân rất là nhiều đồ ăn. Đây là cái bàn mà dessert, đây là gọi là trái cây nè, đủ thứ trái cây quá nhiều. Bên kia là đồ ăn cũng quá nhiều luôn. Ban nhạc dù mới thành lập nhưng mà đã bắt đầu đi trình diễn khắp nơi nè, bắt đầu tại đây là cái buổi picnic của Hải quân. Lần đầu tiên ra mắt khán giả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu này tâm hình nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ giang sơn, ta thề chiến cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hưng đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu này ta nguyện nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ giang sơn, ta thề chiến cho quê hương. Quyết bảo vệ giang sơn, từng tấc đất, từng cây cỏ, từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Sương máu này ta hiện nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ giang sơn, ta thề chiến cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai Bà Trưng, đây lý Lê Trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu này ta niềm nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ giang sơn, ta thề chiến cho quê hương.